giờ các em tự hỏi âm thanh đến từ đâu? Làm thế nào để chúng ta có thể nói chuyện với một người ở xa mà không phải hét to lên hay gọi điện thoại? Thử thách STEM at Home tuần này sẽ giúp các em trả lời các câu hỏi trên. Tất cả các âm thanh mà chúng ta nghe thấy như tiếng đàn, tiếng chim hót hay kể cả tiếng nói của chính mình đều được tạo ra bởi sự rung. Sự rung được hiểu là sự chuyển động qua lại của một vật. Khi một vật rung và tạo ra âm thanh thì chuyển động rung của chúng là rất nhỏ và rất nhanh, đến mức mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được chúng. Ví dụ bây giờ, em hãy đặt tay của mình lên trên cổ họng và nói "A". Em có thể cảm nhận được sự rung động đó chứ? Chính sự rung động trong cổ họng đã tạo ra giọng nói của em. Hoặc khi em quan sát các sợi dây đàn guitar chuyển động để tạo ra âm thanh, em có nhìn thấy các sợi dây đàn rung rất nhanh không? Hay khi chiếc loa ở nhà em đang phát nhạc, em hãy sờ thử vào bề mặt của chiếc loa để xem có cảm nhận được sự rung hay không? Cơ chế tương tự cũng sẽ được áp dụng với chiếc điện thoại cốc giấy mà chúng ta cùng thực hiện sau đây. Để làm được chiếc điện thoại cốc, em có thể sử dụng các nguyên vật liệu sau: cốc giấy hoặc cốc nhựa, dây len hoặc dây chỉ, hai chiếc ghim, kéo, bút chì, băng dính. Bước 1, dùng bút chì đục lỗ ở hai cốc giấy. Nếu sử dụng cốc nhựa tái chế, em hãy nhờ bố mẹ hoặc người lớn trong gia đình dùng kéo để đục lỗ ở hộp nhựa nhé. Bước 2, cắt một đoạn dây dài khoảng 2 mét. Bước 3, luồn dây qua hai lỗ của cốc và buộc lại. Khi buộc, em chú ý tạo nút thắt đủ to để dây không bị tuột ra khỏi lỗ. Sau đó, em có thể dùng băng dính để dán phần nút thắt cho chắc chắn. Em cũng có thể sử dụng chiếc kẹp ghim và băng dính để giúp cho dây không bị tuột ra khỏi lỗ. Như vậy là em đã hoàn thành xong chiếc điện thoại cốc giấy này rồi. Bây giờ em có thể thử nghiệm điện thoại cốc giấy với một người thân trong gia đình của mình. Mỗi người sẽ cầm một chiếc cốc. Một người áp chiếc cốc vào tai và một người sẽ áp chiếc cốc vào miệng và nói. Khi dây được kéo căng, em có thể nói, âm thanh sẽ khiến cho dây rung động và truyền qua chiếc cốc còn lại, khiến người còn lại cũng có thể nghe được. Tại nhà, em hãy thử nghiệm chiếc điện thoại cốc giấy với người thân của mình và quan sát cũng như cảm nhận các đồ vật khác khi phát ra âm thanh xem chúng có rung động không nhé.